xin chào các bạn nha. Nay tiếp tục đi thăm lợp ếch nha các bạn. Thăm lợp ếch khu vực miền Đông, Trắng Bàng nha các bạn. Khu vực bò sữa của Trắng Cỏ nha các bạn. Khu ếch Trắng Cỏ. Đây là khu di tích Bà Lợi các bạn, khu lịch sử, khu di tích lịch sử Bà Lợi nha các bạn. Chui vô các bạn, chui vô nè, chui vô. Giờ sáng này các bạn. Đây. Chịu hai anh em nha các bạn. Dậy cái bao lên chào bạn cái ơi. Hello, hello. Đây là khu bò sữa, khu vực bò sữa nha các bạn. Còn trên mình đi xíu là khu di tích của lịch sử Bà Lợi nha các bạn. Đây. Qua mình đặt bữa tập rồi các bạn, mình đặt khu dưới đó các bạn. Khu lúa lúa xanh xanh các bạn thấy không? Khu đó ngon lắm các bạn. À, mình đặt rồi. Đặt rồi, mình đặt rồi các bạn. Để mình tạm ngưng, nếu mình vô con này mình ở dưới các bạn thấy ai mà yêu mến kênh mình các bạn. Hãy để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt bình luận các bạn và một lượt chia sẻ nha các bạn. Để mình ngưng nha các bạn, để mình vô trong mình cần tới mình bật cho các bạn xem nha. Nó cũng dài lắm các bạn. Để mình tiết kiệm thời gian cho các bạn xem á. Ô rủ đây. Kim rê. Kim rê là các bạn ơi. Ăn con rồi. Con bắt con. Lại đầm này tôi thấy nhảy được năm bảy con rồi. Đầm này được bảy rồi. Khai trương cái đầu tiên nha các bạn. Khai trương cái đầu tiên rồi. Này một em có nhớt nha các bạn. Con nhỏ mà. Có nhớt là được rồi. Làm không cần chất lượng, không cần sản lượng, chỉ cần đam mê thôi. Chứ các bạn đặt lợp ếch mà các bạn thấy mê chứ còn không mê là không đặt được nha các bạn. Lợp ếch có nhiều yếu tố quan trọng lắm nha các bạn. Mình thấy mê, đam mê, mồi và cách đặt nha các bạn. Với khu vực nữa các bạn. Mình thì cũng không hay ho gì mà điều cái cũng học hỏi anh em thôi. Nói chung là cái bài mồi của mình các bạn nó cũng đạt, cũng được. Hiệu quả cũng được 80%, 90% các bạn. Để mình thấy được sau mình sẽ làm cái clip chia sẻ các bạn cách làm mồi nha các bạn. Tiếp tục cái thứ hai. Tiếp tục cái thứ hai nha các bạn. Em ru rồi. Vậy thì sao hôm nay không rắn qua bên kia, đặng bên kia rồi. Mớm rồi các bạn. Cá chạy dựng nước rồi. Mình đón cái lọp cho bạn thấy không? Có cửa không? Đứng đầu tốt này mà hấp dẫn. Khui mấy con. Một con hả? Một con này, một con bự. Ít chỗ nào nhảy chỗ nào là đặt chỗ đấy là có bạn bảo đảm chắc cú luôn. Con này con cho bá nha mày, con này được. Mình ngừng tới cái khác mình quay cho bạn xem nha. Con cá nha mày. Chỗ này thấy nhảy con chắc có con à. Đảo quật nó.
Ui. Một con nữa. Một con nữa. Mấy con rồi. Con bắt con kìa. Con bắt con. Nó bự rồi. Hai con cũng chạp bá. Con nãy cũng bự. Con cũng bự nha các bạn. Con bắt một con. Đây. Con con nữa nha các bạn. Đã luôn rồi. Rồi để mình ngưng tới khác mình quay bạn thêm tiếp nha. Đưa hai ba con. Đây các bạn. Đấy. Hai ba con. Đấy không? Từng từng nào đấy không? Nhảy con. Con hình như hai con. Bừa. Đây là cái dến nè các bạn. Đây là cái dến đặt theo được kinh lại lại nha các bạn. Nước đứng, ngon lắm nha các bạn. Hai con. Hai con. Bự các bạn. Thấy cầu khỉ nữa lớn các bạn. Cầu khỉ đông đưa. Cầu khỉ rất béo. Nhãn con là vô con nha các bạn. Hợp mà, hợp mà. Một con thiệt. Nước trong hợp. Hợp trùng vô. Một con, to to. Được. Nhỏ gì lắm mà thôi. Vô bự không mà chưa. Bự lại đây chứ. Quảng hết vô. Ừ. Dạ. Một con to nha bạn. To nha bạn. Mặt trời sắp lên rồi các bạn. Mình sắp ló dạng nha các bạn. Ló dạng rồi mà rìu nó phức lắm hay nha các bạn. Đây là bạn nông trường của sữa đó bạn. Đất này rộng lắm. Được cái đông trùng rừng nha các bạn. Đó nữa. Khu vực này phải mấy trăm hecta nha mọi người. Rộng lắm. Trồng mít nữa các bạn. Đây trồng mít Thái nha các bạn. Hãy nhớ bấm đăng ký theo dõi video tiếp theo nha các bạn. Và cho mình được lực chia sẻ nha các bạn để động lực mình có tinh thần ra video mới nha các bạn. Đang cái nữa nha bạn. Nhảy lên gò nhưng mà không vô các bạn. Đi toilet mà không kéo về kéo các bạn. Cái này chết à. Cứ dùng đặt lợi đựng đổ mồi ra. Mới dùng đặt lợi đựng đổ mồi ra. Ít nhảy bụng bụng không nè. À chứ mít nè bạn. To mà. Mít Thái nha bạn. Cái này gần chín rồi. Nở da hết rồi các bạn. Ăn cá nữa các bạn. Mà mớm nữa các bạn. Cái mít nằm dưới đất luôn rồi. Còn to không các bạn, bự 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 không các bạn. Đây ăn cái nữa các bạn, này mớm các bạn. Con cái gì không có luôn, mớm mà nghe các bạn. Cái trên cả hai cái dưới ba cái. Cái nha bạn, con. Ấy. Nãy giờ mớm hai cái.
Chả cái vụ mà cứ quên kéo cô kéo, đi toilet thì quên kéo cô kéo rồi. Một con. Đây cái lư thưa một con chắc vô nhiều. Thì kinh không gom. Nó gom lại các bạn. Còn nhỏ quá tại nó chim thời gian nó được đó. Cửa nước nha bạn. Cửa nước là có tiền nha các bạn. Một con nữa gì. Đây là khu vực bò sữa, nuôi bò sữa đây nha các bạn. Gót. Một con nữa nha các bạn. Bỏ xe lúc ngoài đó rồi bạn. Út ngoài. Ra không biết còn xe đi về không. Hẩm hiu các bạn. Ê, cái xe còn máy các bạn. Đây cá nha. Đây cá nha. Ngọt con. Ngồi ngóc. Vậy con rồi. Đã. Con này vô con nào giống vậy. Ít rừng ít này không nha, ít rừng toàn là ít to nha, cái ngoài cái giò không có giò quá chim hiu có đâu không có gì. Cái này nè các bạn. Rửa cái đó. Mở nào cái mở ra. Cái nước. Ăn cái các bạn. Khui. 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 Rồi. Rồi. Rửa luôn đi. Bỏ vào nè. Hả? Nó cọc rồi. Rửa. Cây không có. Nước. Đây con. Hai con rồi nè. Cái rừng nó bự bự không các bạn. Lại rồi đúng đúng mồi đó. Ôi đuối. Đồng mênh mông nha các bạn. Đây mặt trời lên nha các bạn. Sao nó còn đèn cái nha các bạn. Một mớm rồi. Đây là cái dến dậm đò thôi cái nhãn mà. Im re các bạn. Đi thăm ếch mà ở trên mà nhìn đâu bạn thấy nó tông tông này các bạn là muốn xuống gỡ nha các bạn. Còn mà nếu mà không thấy tông là nản rồi nghe các bạn. Mơm tiếp nha, mơm tiếp nghe các bạn. Đó cái nha các bạn. Im re. Rồi, khu vực này xong nha các bạn. Để bữa nào vô bẫy lại tiếp các bạn, còn nhảy quá trời các bạn ơi. Khu vực này là còn nữa nha các bạn. Để bữa nào mình vô mình bẫy tiếp nha các bạn. Còn nhảy dữ lắm, ít bự bự không các bạn.
Bữa nào mình vô mình bẫy tiếp, mình quay tiếp cho các bạn xem ngang khu vực trại bò sữa các bạn. Còn mình đi khu vực nuôi cá các bạn, bày cò lại các bạn, cò lại khu vực nuôi cá rồi để mình về mình báo hết lại các bạn xem nha các bạn.